Thưa quý vị, sau khi thông báo đang điều trị ung thư, thông tin về tình hình sức khỏe của Vương Phi Kết cũng như những hoạt động của Thái tử Louis An đã thu hút được sự chú ý của dư luận trên khắp thế giới. Vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, thì Thái tử William đã đưa ra đánh giá tích cực về sức khỏe của vợ mình. Đây là một trong số ít những bình luận của Hoàng gia Anh về tình trạng của Kết trong thời gian vừa qua. Hoàng tử William đang có chuyến tham quan bệnh viện cộng đồng St. Mary trên quần đảo Sicily, tây nam nước Anh. Tại đây, Hoàng tử William đã tiết lộ rằng công nương Kate rất ổn, làm dấy lên hy vọng và sự lạc quan trong lòng những người yêu mến hoàng gia. Đây là thông tin mới nhất về tình hình điều trị của Kate kể từ khi William lần đầu chia sẻ với vợ trong chuyến từ thiện tại James Palace ở Newcastle, Anh. Trước đó vào cuối tháng 3, cung điện Kensington cho biết Hoàng tử William và công nương Kate cảm động trước sự nồng nhiệt, ủng hộ và chia sẻ của công chúng dành cho Kate. Công nương Sewells đã từ bỏ các nghĩa vụ công sau khi thông báo cô được chẩn đoán mắc ung thư vào ngày 22 tháng 3. Trong một video, cô cho biết mình đã bắt đầu hóa trị. Tin tức được đưa ra sau khi vua Charles III cũng thông báo bị ung thư. Sau quá trình điều trị, ông đã trở lại làm việc. Good morning. How you doing? How you doing?